Bích xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2019. Đến với bản tin hoạt Thịnh đốn, Võ Thành Nhân có hai bản tin phân tích. Thứ nhất, trong phần 1, nhận định về các ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Dân chủ. Trong phần 2 là nhận định của cựu đại sứ Bùi Diễm về tình hình biển Đông. Để mở đầu, Mỹ Phương kính mời quý vị theo dõi phần nhận định và phân tích của ông Đỗ Quang Tỏa về các ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Dân chủ có thể thắng tổng thống Trump nếu cuộc bầu cử xảy ra vào hôm nay. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì ngày hôm nay là ngày thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2019. Thì chương trình của chúng tôi được bắt đầu với là cái cuộc phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với lại ông Đỗ Văn Tỏ. À, ông Tỏ sẽ cung cấp cho chúng ta một số những cái nhận định và những cái phân tích à, trước khi mà có một cái cuộc debate giữa những người đảng viên đảng dân chủ để mà ra tranh cử chức vụ tổng thống sắp tới hoặc là để đối phó với là ông tổng thống Donald Trump hiện tại thì sau đây là một cuộc tiếp xúc để nhằm tìm hiểu coi khi mà tại sao mà ông Trump những cái poll những cái mà nó gọi là survey những cái những cái bản mà theo dõi để mà chia sẻ coi mình sẽ vote cho ai ấy, thì hiện nay ông Trump có những cái trở ngại là ông đứng sau ba người ứng cử viên của đảng dân chủ đó là lý do tại sao chúng tôi mời ông Đỗ Văn Tỏ đến đây ngày hôm nay à, trước hết em xin được kính chào anh tòa. Dạ à, vâng, kính chào anh nhân và kính chào toàn thể quý vị của Đài Washington DC. Khi mà chúng ta nói những ứng cử viên của Đảng Dân chủ mà nếu mà ra tranh cử với tổng thống Donald Trump ngày hôm nay mà bầu cử thì ông Donald Trump sẽ thua ba người. Lý do và mình có thể phân tích những người đó là ai ạ? thưa thứ nhất là trước khi chúng ta bàn về cái 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 poll đó thì tôi cũng xin nói là cái cuộc bầu cử tổng thống tức là đến năm tới là tháng 11 năm tới yeah. mấy bầu cử từ những cái poll bây giờ đó là những cái cái poll có tính cách sơ khởi thôi à, nhưng mà đều đó uh, poll của CNN của A, của ABC đều cho thấy là ba người mà đứng uh, đứng đầu trong cái trong 20 người mà ra tranh cử để để được Đảng dân chủ đề cử tranh cử tổng thống vào năm tới đó thì ba người dẫn đầu đó là ông Phó tổng thống Joe Biden, bà thượng nghị sĩ Elizabeth, uh, Warren, Elizabeth Warren. Warren và ông Bernie Sanders yeah. là thượng nghị sĩ cũng là thượng nghị sĩ. Đến giờ phút này nếu mà cuộc bầu cử xảy ra ngày mới thì ba người này đều có cơ hội thắng ông Trump thì cái lý do là tôi theo ý kiến cá nhân của tôi đó thì có mấy lý do sau đây lý do thứ nhất đó, là ông Trump ông cũng đã bắt đầu cái cuộc tranh cử của ông rồi nhưng mà ông chỉ chú trọng đến những cái thành phần đã bầu cho ông năm 2016 thì tức là cái thành phần đó nó đại diện khoảng chừng 37 cho tới 39% cái số cử tri đi bầu tổng thống do đó ông vẫn không có thay đổi cái cái lập trường của ông tức là phải đi ra để kêu gọi những người khác bầu cho ông từ ông ở cái con số đó. Điểm thứ nhì nữa đó là à, cho đến giờ phút này thì tất cả những cái chính sách này kia tranh cử đó thì theo tôi thấy đó là dân chúng họ chưa chú ý đến người nào thích ông Trump thì họ sẽ bầu cho ông Trump người nào không thích ông Trump thì họ sẽ bầu cho một ứng cử viên bất cứ ứng cử viên của đảng dân chủ nào mà đi ra. Do đó chúng ta thấy đó, là mỗi bên đó là tương đương tương đương với nhau. À, về cái con số và chắc chắn họ sẽ bầu cái con số Tức còn là lại họ đi bầu vì cái người chứ không phải đi bầu về một cái platform đúng hay là như một lập trường ra tranh cử đúng như vậy người nào đã nói là bầu cho ông trump thì sẽ bầu cho ông trump ông trump có thay đổi chính sách hay làm bất cứ chính sách gì cũng không thành vấn đề đảng dân chủ cũng vậy bây giờ có ra những cái chính sách nghĩa là về uh, y tế về uh, di dân này kia mà thiệt là hay họ cũng không chú ý đến tại vì là những cái lá phiếu mà bầu cho ứng cử viên dân chủ là để chống lại ông Trump. Y hệt như trường hợp đã xảy ra cho chúng ta thấy năm 2016. Có nhiều người đó là không muốn bầu cho bà Hillary thành thử mới chuyển qua bầu cho ông Trump. Chứ không phải là so sánh chính sách gì cho đến giờ phút này. Và và điểm cuối cùng nữa đó là chúng ta thấy ông Joe Biden, đó, cái con số ông rất là cao. Lý do đó là đến giờ phút này đó là cái tập thể mà cử tri người Mỹ da đen họ rất là uh, phấn khởi để tham gia giống như là năm 2008 mà họ đã tham gia để bầu cho tổng thống Obama thì tại vì ông Joe Biden thành từ nếu anh dân ý, ông Joe Biden ra lúc nào cũng nói ông sẽ tiếp tục cái chính sách của tổng thống Obama về mọi vấn đề do đó cái con số của ông rất là cao là tại vì tất cả những cái, cái suất sơ mà nếu mà hỏi đến cái thành phần cử tri người Mỹ da đen đó thì họ đều dùng tất cả phiếu cho ông Joe Biden do đó ông Joe Biden có, có phiếu và bây giờ đó, qua những cuộc bầu cử sơ bộ năm 2018 thì nếu mà đảng dân chủ lấy được cái số phiếu bầu của những cái nơi mà thị trấn và lấy phiếu bầu của đàn bà lấy được phiếu bầu của người Mỹ da đen giống như ông Obama 90% năm 2008 và lấy thêm được một số phiếu của cái cử tri người Mỹ gốc Latin đó thì đảng dân chủ rất có nhiều cơ hội để thắng tại vì cái số cử tri bầu cho ông Trump nó vẫn ở cái khoảng 37 tới 39% mà thôi. Yeah nhưng mà khi mà chúng ta nói tới cử tri mà thuộc về cái lá phiếu độc lập cái cử tri mà của những người chưa bao giờ ghi danh đi bầu thì cái này lần đi, đi bầu đầu tiên sắp tới đó thì cái đó có phải là swing hay không? Cái đó là là, là một trong cái, cái là sẽ là yếu tố quyết định cái cuộc bầu cử tại vì đó là hai đảng nó đều có một cái số cử tri và chúng tôi gọi là mình gọi là hardcore đó tức là bất cứ người nào ra đó mà là dân chủ họ bầu dân chủ người nào cộng hòa thì họ bầu cộng hòa họ không tức là họ vote họ... on the line of the party đúng rồi chứ không còn là bầu, đi bầu theo cái lập trường hoặc là theo cái mình mong muốn nữa vì... và cái số cử tri mà như anh nhân nói đó số cử tri và independent đó thì là họ có khi họ thở họ đi bầu hay không đi bầu con số rồi không nắm được thành thử đó là cả hai đảng đó, anh anh nhân sẽ thấy họ sẽ chú trọng đến vấn đề media rất là nhiều tại vì đó là đám cử tri trẻ mà họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cái media do đó media đóng vai trò rất là quan trọng trong cái social media và một cái số nữa đó là ông trump ông không nói nhiều tới nhưng mà cái nền kinh tế cũng ảnh hưởng rất là nhiều nếu mà kinh tế tiếp tục mà theo đà như bây giờ là dưới 4% thất nghiệp rồi rồi thị trường chứng khoán lên cao thì lúc đó ông Trump cũng sẽ đánh ngược lại thì Đảng dân chủ anh cũng đã thấy là họ đã bắt đầu tấn công vào lãnh vực đó nói là đúng kinh tế tốt nhưng mà chỉ cho một thiểu số thôi chứ không có cho đa số. Trở lại năm mà ông Reagan ra ứng cử đó thì có Democrat for Reagan. Dạ. Yeah cái đó nó, nó sẽ là lịch sử chứ không bao giờ có thể sẽ tái diễn lại trong những kỳ tranh cử sắp tới đây trong tương lai nữa. Dạ như thưa đúng tại vì đó là ông ông Trump đó có một cái điểm của ông làm đó là người nào mà theo ông thì là theo tới cùng chứ còn không có đứng giữa mà nói là mặc dù ông cũng có một vài tổ chức nữa là Black Vote for Trump hay là Women for Trump hay là Democrat for Trump những cái đó anh anh đang thấy ông không kè ông Trump ông có tính là ông nói thẳng ra ông không không cần nó là ông chỉ chú trọng đến cái cái thành phần mà đã bầu cho ông năm 2016 và uh, cuối cùng theo anh anh Tỏa đó, thì tối hôm nay cái um, buổi debate nó có ảnh hưởng gì tới cái cái quyết định của người đi bầu về cái lá phiếu của họ đối với lại ứng cử viên của đảng dân chủ đối phó với ông Trung hay không? Tôi thấy nó cũng rất ít thôi. Nó buổi tối nay có nhiều cái, cái tính cách là entertainment mình 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 coi mình coi tại vì thực sự đó tối nay đó là những cái người dân chủ họ sẽ cố tình là họ sẽ phải đưa những cái, cái lập trường những cái chính sách khác nhau để họ lấy phiếu nhưng mà thực sự đến giờ phút này đó những cái người mà uh, đã, đã đã bầu đó thì họ đã đã xong rồi và như anh nhân đã nói đó là cuộc bầu cử năm 2020 đó là dựa trên cá nhân nhiều hơn là trên những cái cái chính sách yeah, xin được cảm ơn toàn dạ, xin cảm ơn kính thưaì chương trình của chúng tôi và anh Đỗ Hoàng Tỏa đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. kính thưa quý vị chương trình bản tin Hoa trình Đốn đến đây xin tạm ngưng chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. <laughs>